Tiếp theo đây xin mời sếp tổng của chúng ta xuất hiện. Sếp Tô, Tô Bạch. Xem ra ông chủ của chúng ta rất có sức hấp dẫn. Live stream một lát thôi mà số người xem đã lên 1 triệu rồi. Cũng nhờ có cô. Hôm nay các bạn trong live stream của chúng ta đều rất nhiệt tình. Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhỏ? Chúng ta cùng nhau ăn cái bánh quy này, cùng nhau cắn tới giữa. Ăn còn lại bao nhiêu cm thì sẽ giảm giá cho fan. Thế nào? Ba cm. Không phải như vậy. Là chúng ta cùng nhau cắn, đồng thời cắn tới giữa. Ăn còn lại bao nhiêu cm thì mới tính. 3, 2, 1. Hai cm. CP có nghĩa là gì vậy? CP là viết tắt của đánh giá kém. Ai bảo anh không chơi tử tế? Các bạn fan cũng đánh giá kém rồi. Một cm. Hôm nay loại bánh quy này trong live stream có hạn, chỉ giảm 10%. Vì vậy mọi người đừng cho bình luận kém nữa nhé. Hãy cho bình luận tốt. Trưởng phòng Lâm, nhanh xem lượng tiêu thụ. Cặp đôi Cố Lạc Như và Sếp Tô đúng là giỏi thật. Làm việc tốt của anh đi. Nghe nói công ty có một lô bánh quy quá hạn chưa xử lý à? Được. Số liệu của live stream lần này đúng là rất tốt. Nhưng mà nếu cứ như vậy, hai người chỉ có thể hợp tác. Lúc đầu chẳng phải vì nghe ý kiến của cậu nên mới rước quả vào thân sao? Tôi chính là lửa. Chào. Hai người nói chuyện đi. Tôi đi nhé. Tôi đi đây. Chào buổi sáng. Sếp Tô, đây là phương án mà em mới điều chỉnh. Anh xem thử. Vất vả rồi. Không vất vả. Cô Cố trước đây đã ký thỏa thuận live stream, trong đó bao gồm cả đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo cho khách hàng. Quản lý mảng này thì tôi nhẹ nhõm nhiều rồi. Sếp Tô, tôi thấy lần này live stream hiệu quả tốt như vậy, hay là chúng ta hợp tác lần nữa? Không được. Sếp Tô, ý của em là anh là tổng giám đốc của công ty. Nếu như để live stream tốn quá nhiều thời gian của anh, e là sẽ lỡ việc của anh. Cứ sắp xếp vậy đi. Nhưng mà phải có đầu có đuôi. Để có lời cuối với các fan, lần sale cuối năm cuối cùng, tôi và cô sẽ làm live stream kết thúc. Tôi đồng ý. Sếp Tô, không có việc nữa thì ra ngoài hết đi. Vậy thì tôi đi nhé. Trợ lý Cố, cô đừng vui mừng quá sớm. Cô không hề hiểu rõ về sếp Tô. Tôi có hiểu sếp Tô hay không thì không biết. Nhưng gần đây sếp Tô đang tìm hiểu kỹ về tôi đấy. Cô tưởng như vậy thì sẽ có được tình cảm của sếp Tô sao? Tôi nói cho cô biết, anh ấy ghét người nào thì sẽ không thay đổi đâu. Lâm Tinh, từ khi nào cô lại để ý tới tôi như vậy? Tôi không có. Tốt nhất là như vậy. Chỉ số rung động của Tô Bạch tăng lên 45%. Chỉ số rung động hiện tại là 45%. Chuyện gì vậy?
Mình ở cùng Lâm Tinh, anh ấy rung động làm gì chứ? Xem ra sẽ nhanh xoay chuyển cục diện thôi. Tạm biệt nhé, nữ chính cũ. Cố Lạc Nhi, tôi xem lát nữa cô còn cười nổi không. Là ý gì chứ? Sếp Tô, anh gọi tôi à? Thông báo hủy buổi livestream tối nay. Còn nữa, gọi Cố Lạc Nhi tới cho tôi. Tôi biết rồi. Chất lượng sản phẩm do phụ trách. Có người ăn phải bánh quy quá hạn của chúng ta bị đau bụng. Việc này đang ảnh hưởng rất xấu. Sao có thể như vậy? Tôi bây giờ đi hỏi rõ ràng. Không cần đâu, Lâm Tinh đang xử lý rồi. Cô đã thỏa thuận livestream, nhưng lúc công ty vẫn chưa truy cứu trách nhiệm thì tôi sẽ sa thải cô trước. Ý của tôi là chúng ta đi hỏi rõ sự việc trước. Không cần nữa, ra ngoài đi. Anh đang sợ tôi bị liên lụy nên mới đuổi tôi đi đúng không? Vừa rồi trong thang máy, Lâm Tinh đã nói những lời kỳ lạ với tôi. Không biết có phải. Cô có bằng chứng không? Năng lực của Lâm Tinh ở công ty không ai có thể thay thế được. Nếu cô không có bằng chứng xác thực thì mong cô đừng đổ tội lên đầu người khác. Nếu không thì được, tôi đi. Trợ lý Cố. Sếp Tô, tôi thấy trợ lý Cố bình thường làm việc rất nghiêm túc. Chuyện lần này chưa chắc do cô ấy làm. Cậu từ khi nào bắt đầu học thói bên giật vậy? Tôi đâu có. Tôi chỉ là đua CP của anh thôi. Được chứ? Xem ra anh chỉ có thể cô độc tới già thôi. Ông chủ gần đây vất vả rồi, thêm cái cánh gà. Nếu tôi không phải Cố Lạc Nhi thì anh sẽ thích tôi chứ? Mặt bốc cơ, xin lỗi nhé, tôi đã không tới sớm hơn. Xin lỗi anh. Xem ra lão đại cũng không thoát khỏi định luật tự giả. Cũng chỉ là đẹp trai chút thôi mà. Chảnh gì chứ? Cứ tưởng ai cũng đi quanh anh sao? Hiển thị cảnh cáo, phát hiện người chơi số 08765 Trần Nhụy. Ngưng làm nhiệm vụ tấn công trong vòng nửa tiếng. Nếu không tiến triển thì nhiệm vụ sẽ khởi động lại. Sao lại biến thành khởi động lại nhiệm vụ từ số 0? Vì thái độ lười biếng tiêu cực của cô, hệ thống sẽ cho cô hình phạt thích đáng. Không phải là tôi tiêu cực lười biếng, mà là do anh ta bắt nạt người quá đáng. Đếm ngược khởi động. 3, 2. Được rồi, dừng đi. Tôi đi là được chứ gì. Sao cô lại tới đây? Em đã sắp xếp lại thông tin gửi hàng của mấy ngày nay, thu hồi lại hàng, xin lỗi công khai. Vất vả rồi. Sếp Tô, gần đây anh đúng là mệt quá rồi. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng đều ở bên cạnh anh. Chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác thôi. Tô Bạch, Mặt Bốc Cơ, tôi lại sống trở về rồi đây. Sao cô lại quay lại đây? Đến tính tiền. Cho là tôi chỉ làm một ngày, anh cũng phải trả lương cho tôi chứ. Vậy cô Cố, tôi dẫn cô đi gặp nhân sự. Không cần, tôi biết đường.
Sếp Tô, cô cũng ra ngoài đi. Chính là cô ta. Lên đi. Cố Lạc Nhi, mọi người nhanh tới đây. Đồ bán hàng lừa đảo. Cô làm gì vậy? Là phạm pháp đó, biết không? Loại hàng đó mà cô cũng dám lấy bán. Tôi phải tố cáo các cô. Nghe nói tiền đây cho chúng tôi đi. Cô bán hàng điểu lừa tiền chúng tôi. Trả tiền đi. Cô bán lừa đảo. Trả tiền đi. Người nhà tôi ăn đồ của cô đều nhập viện hết rồi. Trả tiền cho chúng tôi. Làm sao đây? Đánh trúng người rồi. Tô Bạch, chờ anh chút. Mấy người có mặt ở đây không được ai rời khỏi đây. Lên cho tôi. Bất kể mấy người uy hiếp người khác hay có hành động gây sự, đều là ngang nhiên coi thường pháp luật và đạo đức xã hội. Chúng tôi chỉ đến đòi công bằng. Dựa vào điều số 293 luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gây rối ở nơi công cộng, dẫn đến hỗn loạn nghiêm trọng nơi công cộng, đều bị phán tội gây gỗ sinh sự, ở tù dưới 5 năm, tạm giam hoặc quản chế. Mỹ Ảnh, yên tâm, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, sẽ tới ngay thôi. Cảnh sát, tôi sai rồi. Sếp Tô, xin lỗi. Tôi hôm nay cũng chỉ hy vọng Cố Lạc Nhi có một câu trả lời. Hay là thế này, chúng tôi cũng xin lỗi cô ta. Tôi nói rồi, không ai được đi cả. Xử lý yên ổn. Đứng yên hết cho tôi. Ai bảo mấy người gây chuyện? Gây chuyện đi. Được, giờ hối hận rồi à? Hối hận rồi sao? Muộn rồi. Trưởng phòng Lâm, trưởng phòng Lâm, sao cô lại ở đây? Tôi vừa đi mua ít đồ. Bọn họ vừa gây chuyện, tôi đang xử lý. Vậy được, nhanh về đi. Đứng yên. Tôi mạo hiểm tiết lộ bí mật của công ty cho anh, mà các anh lại làm ăn như vậy sao? Diễn cớ, sẽ không có cơ hội hợp tác nữa đâu. Chúng ta sẽ không có cơ hội hợp tác nữa đâu. Sao cô có thể? Tôi đã đoán được cô khả nghi. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cố Lạc Nhi, có cần phát lại đoạn ghi âm ban nãy một lần nữa không? Tôi biết người giở trò sẽ ngồi không yên khi cục diện xoay chuyển, lộ ra cái đuôi thôi. Có cần tôi trả lời giùm cho cú điện thoại ban nãy không? Vậy nên anh tôi đã biết chuyện từ lâu rồi. Hạng mục cô phụ trách trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề lớn. Lần này lại xảy ra lỗi lớn như vậy, chắc chắn là vấn đề của nội bộ công ty. Vậy nên tại sao lại khẳng định người đó là em chứ? Tôi vốn không ngờ lại là cô. Nhưng hành động của cô quả thực quá bất thường. Sự việc vừa xảy ra đã chỉnh lý trong danh sách mua hàng như đã chuẩn bị vậy. Tô Bạch, bao nhiêu năm nay anh không hề có chút tình cảm gì với em sao? Tôi nhận định quan hệ giữa hai chúng ta trước giờ chưa từng thay đổi. Không, anh thay đổi rồi. Cố Lạc Nhi mới tới có mấy ngày ngắn ngủi mà anh đã thiên vị cô ta rồi. Em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, sao anh không thèm nhìn lấy em một cái? Không liên quan tới người khác. Cho dù cô ở bên cạnh tôi bao lâu đều như vậy. Không liên quan tới người khác. Không liên quan tới người khác. Em không tin. Cô bỏ quẩy ra. Có chuyện gì thì tìm tôi đây. Cái gì? Có chuyện gì thì tìm anh à? Tìm anh sao? Tô Bạch, em biết anh đã thay đổi rồi. Người anh yêu là cô ta, phải? Đơn nghỉ việc em đã để trên bàn anh rồi. Tô Bạch, nhiều năm nay em cứ tưởng mình là nữ chính của anh, không ngờ là Cố Lạc Nhi.
Lời chúc phúc thì em không nói được. Tạm biệt 10 năm của em. Nếu không có em, có lẽ hai người mới là một đôi. Không đâu. Nhưng mà vừa rồi anh tỏ tình với em mà. Lâm Tinh đi rồi, sau này em sẽ bận đấy. Em sợ anh nuốt không trôi. Điều tra thử Lâm Tinh sao lại rời khỏi tập đoàn Tô Thị. Còn nữa, tập đoàn Tô Thị gần đây hợp tác với ai? Sếp Tô, đây là tiệm mà công ty hợp tác với nhãn hiệu thực phẩm. Cơ bản thi công đã xong rồi, còn thiếu một ít nội thất. Em cảm thấy không gian của tiệm này rất tốt. Sếp Tô, cửa hàng trưởng đang chờ bên kia. Em tự đi xem trước nhé. Anh bận một lát. Lạc Nhi, anh biết tôi à? À, anh là người mặc vest lần trước đúng không? Lần trước ở công ty gặp được em thì anh đã nhận ra em rồi. Chỉ là trường hợp đó không thích hợp nói chuyện. Đây là nhà hàng của anh, vừa hay mượn cơ hội này nói chuyện với em. Đây là Lê Thâm, thanh mai trúc mã của Cố Lạc Nhi. Hồi cấp 2 đã đi du học về nghệ thuật, yêu đơn phương Cố Lạc Nhi. Thích Cố Lạc Nhi, đây là thử thách mà hệ thống giao cho mình sao? Lạc Nhi, anh là em sợ à? Không có, không có. Anh là Lê Thâm đúng không? Tôi nhớ ra rồi. Lần này từ nước ngoài trở về, sau này anh sẽ không đi nữa. Có thể ở cạnh em rồi. Tối nay cùng ăn cơm được không? Em xem thử tối nay có lịch hẹn gì không? Hay là để lần sau tới nhà anh chơi đàn đi. Anh nhớ hồi nhỏ lúc anh luyện đàn, em luôn ở bên cạnh anh, còn nói là thích nghe anh luyện đàn. Cảm thấy như vậy rất an toàn. Đây luôn là động lực để anh luyện đàn. Trước đây em là chỗ dựa của anh. Em có bằng lòng cho anh một cơ hội để anh trở thành chỗ dựa của em, chăm sóc em cả đời được không? Em không muốn lừa anh. Em đã có người mình thích rồi, không phải anh. Đi thôi. Anh làm gì vậy? Cửa hàng trưởng đang chờ chúng ta ở phòng họp. Trên xe có ít tài liệu, em đi lấy đi. Tô Bạch, tôi và Lạc Nhi là thanh mai trúc mã. Tôi nghĩ tôi hiểu cô ấy hơn anh. Anh ở nước ngoài lâu như vậy, càng không thể nói là hiểu cô ấy được. Sếp Tô, cố gắng trân trọng thời gian nhàn nhã cuối cùng của anh đi. Vì rất nhanh thôi sẽ có việc cho anh.
Hôm nay chúng ta cùng ra tay, quả nhiên không có gì không giải quyết được. Sếp Tô, anh nhanh về đi, công ty xảy ra chuyện rồi. Sếp tổng của tập đoàn Khởi Long muốn gặp anh. Công ty xảy ra chuyện rồi, nhanh về thôi. Em phải nói với Lê Thâm một tiếng, tối nay không ăn cơm cùng anh ấy. Anh làm gì vậy? Cố Lạc Nhi, thái độ của anh lẽ nào em còn không biết sao? Cái gì chứ? Chẳng phải em rất hiểu đàn ông sao? Vậy phương pháp thay đổi đàn ông của em đều là giả đúng không? Anh có thể nói như vậy, nhưng em đã tự mình. Anh không muốn nghe chiến tích huy hoàng của em. Anh chỉ cần nói cho em biết, dưới tay em, anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Đồng ý với anh. Trường hợp như thế này thường sẽ nói đừng rời xa anh các kiểu chứ gì. Không cần, em nghe lời là được. Đi thôi. Lê Thâm, sao lại là anh? Sếp tổng mới tới của tập đoàn Khởi Long. Xem ra chúng ta không cần thiết phải nói chuyện đâu. Nghe nói quý công ty gần đây tiền mặt đang gặp vấn đề lớn. Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh. Điều kiện là tôi phải rời khỏi Lạc Nhi đúng không? Quả nhiên là anh vẫn hiểu tôi nhất. Tôi còn biết anh vốn không thể chăm sóc cho cô ấy. Tô Bạch, anh sao chứ? Muốn trả thù riêng à? Đi, anh cứ chờ đấy. Lạc Nhi sớm muộn cũng là của tôi. Vốn công ty gặp vấn đề nên làm thế nào? Nhiều người tỏ tình với mình như vậy nên làm sao đây? Lão đại, chuyện hôm qua tôi đã nghe nói rồi. Lợi hại đấy. Người ta lấy việc công trả thù riêng, thì anh lấy tư trị công. Dựa vào ba tấc lưỡi đã làm cho tên bên Khởi Long cứng họng. Lợi hại lắm. Còn giỏi hơn so với thành định hót của anh đấy. Cô nói cái gì vậy? Tôi chỉ là sùng bái lão đại nhà chúng tôi. Nó giống như nước sông dào dạt. Được rồi, ra ngoài đi. Lão đại, từ khi có cô Cố thì anh không cần tôi nữa. Năm nay lương tăng gấp đôi. Tiền thưởng đáng chết. Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Cùng lắm thì em nuôi anh. Yên tâm, cho dù công ty không còn, anh vẫn nuôi được em. Tô Bạch, anh chỉ cần yêu em như bây giờ là được. Không được nhiều hơn nữa. Sao vậy? Em hôm nay kỳ lạ vậy. Không có gì, em chỉ sợ mất anh thôi. Lạc Nhi, Lạc Nhi, sao vậy? Cô có cần tới phòng nghỉ ngơi một lát không? Không sao, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của công ty. Đợi lát chúng ta còn phải họp lựa chọn sản phẩm mà. Tôi vẫn chịu được, vất vả rồi. Độ rung động cộng 5. Vậy cũng được à? Nhưng mình có làm gì đâu chứ. Tô Bạch, anh làm gì vậy? Không có gì. Ngoan, sau này nhớ em thì cứ tới thăm em. Đừng có xem ảnh nữa. Được không? Độ rung động cộng 5. Không, không, không. Tô Bạch, anh nhanh quá rồi đấy.
Nhanh quá thì em chỉ còn 5% nữa thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai ngày này chúng ta cứ bình tĩnh lại đã, đừng gặp nhau nữa. Trợ lý Cố, Mỹ Ảnh. Dân lão đại, cậu qua đây. Lão đại, đưa tư liệu này cho các công ty truyền thông, họ sẽ biết làm thế nào. Dân, vừa rồi cậu lẩm bẩm cái gì vậy? Không, không có gì. Nhanh quá à. Sức hấp dẫn đáng chết của mình. Không được, mình sẽ nghĩ cách để ở lại. Giấy tờ của anh. Em làm gì vậy? Em lạnh quá. Giữ ấm. Hôm nay 36 độ. Vậy do mở điều hòa nhỏ quá. Em có bị sốt đâu. Hệ thống không kêu. Quá tốt rồi. Tuy rằng em đẹp tới chim sa cá lặn qua nhờ nguyệt thẹn, nhưng anh nhất định phải khống chế bản thân. Tuyệt đối không được. Mỹ Ảnh, liên hệ bác sĩ khoa tâm thần. Giả các xếp tổng trước đây của Khởi Long cam tâm tình nguyện nhận vị trí này cho tôi. Thì ra đã làm nhiều chuyện mất mặt như vậy. Xếp Lê, bây giờ các công ty truyền thông đều tranh nhau với chuyện của chúng ta. Chúng ta nên làm sao? Còn hỏi tôi à? Dập hết tin tức cho tôi. Nếu người dám tiết lộ chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm. Được, tôi làm ngay. Tô Bạch, là tôi quá xem thường anh rồi. Sếp Tô đúng là ung dung nhàn hạ nhỉ. Từ xa đã nghe thấy tiếng của sếp Lê rồi. Chắc đã xem những tài liệu đó rồi nhỉ. Là tôi quá xem thường anh. Đây là điều đầu tiên tôi muốn dạy anh. Mãi mãi đừng xem thường đối thủ của mình. Còn nữa, đừng cứ nghĩ tới làm những chuyện không có lương tâm. Cho dù có xóa sạch dấu vết thì cũng lộ ra sơ hở thôi. Những chuyện đó vốn không phải do tôi làm. Đây là điều thứ ba tôi dạy cho anh. Có những người canh như cáo, đừng cứ nghĩ chuyện tốt sẽ rơi vào đầu mình. Anh rốt cuộc muốn sao? Anh tự công bố tài liệu ra, công khai xin lỗi. Cứ nói khi đó Tô Thị gửi nhầm bánh quá hạn, đều là do tập đoàn Khởi Long hãm hại. Còn nữa, phải có khoản bồi thường nhất định, ký hợp đồng 10 năm với nhà họ Tô. Còn nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không từ bỏ Lạc Nhi đâu. Yên tâm, tôi chưa bao giờ lấy Lạc Nhi ra làm giao dịch. Em đến nhà rồi, đi đi. Chuyện của anh em đã nghe Tô Bạch nói rồi. Nói thật, anh dám công khai xin lỗi, em rất khâm phục anh. Có tác dụng gì chứ? Vẫn bị người ta dắt mũi đi vòng vòng thôi. Em cảm thấy không giống nhau. Một người chỉ khi nhận ra được lỗi sai của mình mới có thể thành công hơn. Em nói chúng ta vẫn còn cơ hội ở bên nhau đúng không? Em từng nói rồi, em không thích anh. Hơn nữa, em cũng không phải là Cố Lạc Nhi mà anh biết. Đúng,
Dù sao giờ đều không sao cả. Muốn nói sao cũng được, đúng không? Tùy em. Em biết không, có lúc anh thực sự đã nghĩ, nếu như năm đó anh không ra nước ngoài, thì em nói chúng ta có cơ hội ở bên nhau không? Không có. Vì vận mệnh chỉ để em yêu mình Tô Bạch thôi. Trên đầu em có lá cây, em tự lấy đi. Sao hôm nay anh rộng rãi vậy? Còn cho em nói chuyện với anh ấy. Em thề là đời này chỉ yêu mình anh. Cố Lạc Nhi xin thề, sau này trong lòng chỉ có mình anh. Mức rung động của Tô Bạch đạt 100%. Nhiệm vụ tấn công của người chơi số 08765 Trần Nhụy đã hoàn thành. 100% rồi. Không, tôi không muốn đi. Tô Bạch, đừng có thích em nữa. Anh không làm được. Tô Bạch, anh không hiểu đâu. Anh không thể ngừng thích em rồi. Chúng ta cứ như vậy là được. Được không? Hay là tối nay ở nhà em đi. Có phải nhanh quá không? Anh không có ý gì khác đâu. Em cũng không có ý khác. Anh nghĩ gì vậy? Đã vào cửa rồi, còn chủ động yêu cầu tới phòng khách. Giả dối. Yên tâm, ngày tháng còn dài. Nhưng em muốn hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm những chuyện mà các đôi tình nhân thích làm nhé. Đếm ngược 6 tiếng đồng hồ. Anh cũng muốn ăn em.
Vị này của em cũng ngon đấy. Em muốn làm gì? Em muốn ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của chúng ta. Đồ ngốc, chúng ta ở bên cạnh nhau mỗi ngày đều sẽ rất vui. Đếm ngược 3 tiếng đồng hồ. Chúng ta nhanh đến nơi tiếp theo nào. Thật xin lỗi, Giáp Tô, sao hai người lại ở đây? Hai người sao lại ở đây? Chúng tôi lập thêm đi xem phim. Cô đừng hiểu nhầm. Nói gì đi. Bạn gái của tôi bị người khác giành mất rồi. Đi xem phim thì đã sao? Có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Không vấn đề. Không có gì. Tôi chỉ muốn ăn bỗng ngô thôi. Có cần nhỏ mọn vậy không? Đếm ngược 3 phút. Tô Bạch, em... Không sao. Vừa rồi em muốn nói gì với anh vậy? Không có gì. Tô Bạch, sau này nếu anh nhớ em thì đốt pháo hoa được không? Như vậy mỗi lần anh nhớ em, em đều sẽ ở cạnh anh. Đếm ngược 1 phút. Có một bài thơ liên quan đến tương tư và bạc đầu. Là gì ấy nhỉ? Rõ ràng vừa rồi em còn nhớ mà. Là bài đó. Tô Bạch, em thực sự rất thích anh. Rất thích anh, rất thích anh. Em không biết phải nói bao nhiêu từ rất thích anh mới có thể diễn tả ra được. Em... Đồ ngốc. Cô tỉnh rồi à? Giờ cảm thấy thế nào? Vậy thì tốt. Cô phải biết đây là một kỳ tích. Bác sĩ, tôi thấy giọng của anh rất quen thuộc. Hình như trong mơ tôi cứ nghe hoàn thành nhiệm vụ gì đó. Cô vẫn còn nhớ à? Tôi dẫn cô đi gặp một người. Thì ra tất cả đều là thật. Cô và bạn trai đã gặp tai nạn giao thông. Cô bị thương nghiêm trọng, mất đi ý thức. May mà viện nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm đánh thức ý thức. Bạn trai cô đã đăng ký tham gia. Để đánh thức cô, cậu ấy đã nỗ lực giữ lại ý thức của bản thân. Chỉ cần sơ suất, có thể cậu ấy sẽ mất đi hoàn toàn ý thức. Đây cũng là lý do vì sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Tô Bạch, Tô Bạch, đây là tên nam chính tiểu thuyết em lấy nguyên mẫu từ anh. Em nghĩ kỹ rồi, nam chính của cuốn tiểu thuyết mà em viết có tên là Tô Bạch. Tại sao chứ? Vì anh vừa mềm vừa trắng, khiến người ta cứ muốn có được. Đây là thứ logic gì vậy? Đây là logic của em. Hơn nữa, em còn đặt cho anh ta một biệt danh. Biệt danh gì vậy? Mặt poker, lạnh lùng như băng, mặt xị không cảm xúc. Ai mặt xị? Anh. Ai mặt xị? Anh. Thì ra luôn là anh chờ đợi em. Chả trách ánh mắt anh mỗi lần nhìn em đều khác nhau. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Cho dù là nằm mơ, em nên nhận ra anh sớm hơn. Em nhớ ra rồi. Bài thơ về tương tư và bạc đầu vẫn là anh đọc cho em nghe. Từng có người trong tim, đời này cũng xem như cùng nhau bạc đầu. Ngoảnh đầu sông núi đã sang thu, đời này xem như cùng nhau bạc đầu. Hai bên tương tư cùng đón tuyết, đời này xem như cùng bạc đầu.